an huyện Bảo Lâm vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Việt, 30 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Lộc An, về tội trộm cắp lan quý, trị giá hơn 200 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, Công an huyện Bảo Lâm nhận được tin báo của ông Nguyễn Hữu Sang, ngụ thôn 2, xã Lộc Ngãi, đến trình báo về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, lấy đi khoảng 20 giỏ lan quý hiếm các loại. Qua công tác điều tra phá án, cơ quan công an xác định Trần Văn Việt, 30 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, là đối tượng trực tiếp thực hiện vụ trộm nói trên. Đến đêm 18 tháng 1, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành lệnh bắt giữ Việt tại nhà riêng ở xã Lộc An. Qua khám xét nhà riêng của Việt, công an đã thu giữ 20 giỏ lan với nhiều giống lan quý như giả hạt Di Linh, Đại Ý Thảo Trắng, giả hạt Năm Cánh Phú Thọ, Hoàng Thảo Vôi Đột Biến, được Việt cất giấu trong nhà. Tại cơ quan công an, Việt khai nhận toàn bộ số lan trên được Việt đột nhập vào vườn lan của ông Nguyễn Hữu Sang ở xã Lộc Ngãi để lấy trộm. Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2016, Việt còn đột nhập vào vườn lan của ông Vũ Thế Nhân tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc và vườn lan của ông Nguyễn Thanh Nhân, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm để trộm lan. Thủ đoạn mà Việt dùng để thực hiện các vụ trộm đó là đến hỏi mua lan làm quen với gia chủ để tìm hiểu các loại lan quý hiếm. Sau đó, đối tượng lợi dụng vào ban đêm khi gia chủ mất cảnh giác rồi cắt lưới sắt lẻn vào trộm lan. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chị em rất yêu thích. Đây cũng là cơ hội để các chị em vừa thể hiện được tính đảm đang của phụ nữ hiện đại, mà còn vừa là cơ hội để chị em tự tay nghiên cứu, sáng tạo ra các loại mứt bổ dưỡng, góp phần chăm sóc sức khỏe cho gia đình.